chào tất cả các bạn, rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và mình biết là thời gian qua mình đã vắng mặt khá là lâu rồi. Đợt vừa rồi ở quán của mình lấy lại mặt bằng, nên là cái thời gian vừa rồi là thời gian mà mình đi tìm mặt bằng mới, setup quán rồi này kia. Nói chung là nghe setup cho nó sang thì thôi, chứ thật ra là quán mình chứ giờ vẫn là quán bình dân. Và hiện tại thì mình đang buôn bán được khoảng tầm một tuần ở cái quán mới rồi, nên là bây giờ mình cũng mới có thời gian quay lại. Như các bạn đã biết thì mình học đại học ở Sài Gòn. Nói chung là bây giờ mình đã ra trường, đã tốt nghiệp. Và tháng 11 vừa rồi mình đã tốt nghiệp, nhưng mà mình lại không tham dự lễ tốt nghiệp, tại vì đúng lúc mà chuyển mặt bằng á, nên là mình ở lại luôn. Tại thì mình đang làm một nhân viên phục vụ một quán ăn vậy thôi, đơn giản. Vì lý do ngày hôm nay, như là cái tiêu đề các bạn đã thấy, thì khi mà mình làm phục vụ á, và mình nghĩ là không chỉ trong cái công việc phục vụ mà cả những cái việc hàng ngày, thì cái việc mà bị phỏng là cái việc mà rất là khó để mà có thể tránh được, đúng không? Trước đây khi mà bị phỏng á, thì mình sẽ hay lấy kem đánh răng, nước mắm hay là cái gì đó mình bôi lên. Nhưng mà sau đó thì cái vết phỏng của mình á, nó vẫn sẽ phồng rộp lên, rồi nó bị nó sưng lên như kiểu bong bóng nước á, xong nó chảy nước ra và nó rất là nhức nhối. Và những cái lúc như vậy thì mình sẽ không có làm được cái gì hết. Ví dụ như các bạn bị phỏng ở tay như thế này nè, thì mình không thể nào gội đầu được và cảm thấy rất là khó chịu. Thì đợt vừa rồi mình cũng bị phỏng, đó là vào một ngày thứ bảy, khách khá là đông á. Nói chung là trộm ví là lúc mà mình qua bên này thì cũng la ra một tí, khá là đông, nên là mình hơi vội, mình đã nhấc cái nồi xuống và mình bị phỏng ba cái ngón tay ở đây. Các bạn có thể thấy cái ngón này nó còn trắng trắng nè. Đấy là video này mình phải quay ngay cái lúc mà mình bị phỏng á, nhưng mà tại vì nói chung là mình lười. Nó kiểu cái màu chỗ này nó hơi tối hơn một tí nè. Đó là cái quá trình mà ba cái ngón tay của mình làm lại. Video này mình mong là nó sẽ ngắn gọn để mình chạy cho các bạn thôi. Khi mà chúng ta bị phỏng á, lúc bị phỏng á thì mình đã chạy ngay ra cái tiệm thuốc gần đó. Mình bảo là chị ơi, em bị phỏng như thế này, thì bây giờ em phải làm sao để mà em hết rát, tại vì nó đau quá và công việc của em nó... Nếu như mà ba cái ngón này nè, các bạn dùng để bưng bê làm rất là nhiều việc mà các bạn bị phỏng á, thì nó ảnh hưởng vô cùng lớn tới công việc luôn. Lúc đó mình vừa phỏng xong thì mình đã ngâm vô nước đá, thì mình nghĩ là phản ứng chung của mọi người đều sẽ ngâm vô nước đá để cho nó mát, nó dịu lại. Rồi mình cũng quyết định đi ra nhà thuốc. Chị đó bảo là bây giờ em lấy Bovidin hoặc là nước muối sinh lý để em bôi lên. Bovidin là cái chai mà mình hay gọi là thuốc đỏ, không biết là các bạn có gọi như vậy không. Sau đó mình mua dầu mùa u á các bạn, mình bôi lên như thế này. Mình hỏi là chị ơi, dầu mùa u bôi lên nó như thế nào. Chị đó bảo là bôi lên mát lắm, nhưng mà thiệt sự không phải nha. Lúc mà mình lấy Bovidin mình bôi lên á, thì nó để nó sát khuẩn ba cái ngón như thế này. Thì mình sẽ để cái hình mà lúc mình mới bị ở đâu đây nè. Mình biết là cái sự lười của mình á, nên là mình đã chụp hình lại để ở đây. Và bây giờ tay mình đã lành hết rồi, mình bôi Bovidin lên rồi, sau đó lau sạch bằng bông gòn đi, rồi mình lấy dầu mùa u mình bôi. Lúc mà bôi á, nó rát ơi là rát, nhưng mà nó không bằng cái cảm giác mà khi các bạn bị thương xong nó xuất oxy già vào đâu, nó chỉ là nhói như kiểu là có những cái mũi kim nó chích ở đây nè. Thì mình nghĩ ôi bà này bà lừa mình làm gì, có chuyện gì mà bôi vô mà nó mát mẻ như vậy, không biết là nó có lành được hay không, tại vì lúc đó mình còn phải bưng bê rất là nhiều nữa. Ướp rồi mình cứ bôi, xong rồi lúc rảnh á thì mình lại lau đi, xong mình lại lấy Bovidin mình bôi lên, xong rồi mình lại bôi dầu mùa u vô. Và sau một ngày nghe các bạn, có nghĩa là tối đó mình bị rồi, đêm về mình ngủ sáng sau mình thấy tay mình nó không hề sưng lên luôn, nó không có bị cái tình trạng nó nổi cái bọng nước lên á. Kém nữa là mình quên mất là mình đã bị phỏng cái tay ở đó, và mình cứ sinh hoạt một cách bình thường với ba cái ngón tay mà nó trắng bóc ở ba khúc như thế này. Ngày đầu tiên là bị phỏng, ngày thứ hai là nó bình thường, ngày thứ ba thì bắt đầu một ngón tay nó sưng lên, ngón này nó bị sưng một xíu bọng nước lên. Thì mình nghĩ là thôi rồi, cái này về chắc là phải lấy kim khử trùng chích nó ra cho nó hết. Mình không nhớ là mình làm gì, nhưng mà cái tay của mình nó đã lành lặn luôn nè. Đó, đây là cái ngón tay đầu tiên khỏe mạnh mình thấy. Còn đây là cái ngón này nó hơi bất tiện đây. Các bạn có thể thấy là nó còn trắng này, nó sưng lên nè. Đó, nó không đau, không nhức gì hết vậy, nó chỉ như vậy và nó cảm giác là nó hơi nước. Nhưng mà cái lúc mà mình làm một cái gì đó, cái tự nhiên cái nó khô hẳn á, mình cũng chả hiểu. Chỉ cần cái nước này nó bung ra là tay nó sẽ khô nè. Còn cái ngón này là nó, sau khi nó bung rồi thì nó sẽ có một cái đầu đỏ đỏ ở đây nè. Da chỗ này là da cứng. Lúc đầu mình nghĩ là thôi, da miễn sao nó không đau là được, không sưng nước là được. Chứ ba ngón tay có ba cái mảng trắng ở đây thì như là da chết vậy thôi. Khi nào rảnh thì mình sẽ lấy cái gì mình xẻ nó đi. Nhưng mà không phải, đó, nó đã lành rồi nè mọi người. Có thể là các bạn cũng đã biết về những cái kiến thức này rồi, nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người để chúng ta có thể xử lý được những tình huống ra hàng ngày á. Tại vì đâu phải cái gì mình cũng chạy lên bệnh viện được, đúng không? Đó, nè mọi người xem, chỉ với 20.000 nha, đó là 10 mình mua
Covidin hết 10.000, dòng mùa Omo 8.000 nữa là chỉ có 18.000 thôi, mình xử lý nhanh gọn rồi nè. Cái này là dùng cho trường hợp những cái vết phỏng mà nhỏ nhẹ thôi, còn những vết, những trường hợp lớn hơn thì mình chưa bị và mình cũng không dám khẳng định một cái gì hết. Nếu như các bạn bị những cái trường hợp lớn hơn, mạng lớn hơn để tránh thẹo, tránh nhiễm trùng rồi này kia thì chúng ta nên tới những cái trạm y tế thì mọi người sẽ tư vấn cho mình tốt nhất. Và mọi người ơi, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nghe. Và đừng bỏ rơi mình hứa sẽ cố gắng ra video đều đặn hơn. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Bye bye mọi người. Chúc mọi người sẽ luôn khỏe mạnh, mạnh khỏe, bởi vì chúng ta sắp qua năm mới rồi.